mãi sau đôi lửa đưa chung nhìn.
chân. Đèn trăng treo vút trên cao, ánh sao như muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng sướng dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, về quê hương mặn nồng. Đồng xanh chưa gái chưa con, lúa nhung xuân sao chào đón. Bầy chim nê xin quê quang, thấy em đua nhau hòa đàn. Xưa thành phố mới, dưỡng em về con nước mới.
mang giày đầu che khăn, đôi môi hồng miệng cười tươi tan. Chợ quê xưa thành phố mới, dương em về con nước mừng vui, dương em về cho bên nghỉ ngơi, thuyền hoa ơi dừng đánh thu. Chợ quê xưa thành phố mới, dương em về con nước mừng vui, dương em về cho bên sao trời ngọt quá mắt người
sóng gió. Tình đã trao nhau em đêm, em là cô tống thao huyền, mà sao mắt nhìn bối rối, gặp nhau lần nào cũng thôi, chẳng đủ gần mà giận dỗi. Nhà xa mặt trận càng xa, tình yêu có từ đôi ta. Tình yêu có từ nơi em đi qua năm tháng đợi chờ. Tình yêu có từ nơi anh nửa dung bằng bông vách nâu. Quý vị thấy hay không ạ? Quý vị có thấy hay không ạ? Hay cho chàng bóng tay này, cổ vũ này. Tình yêu có từ nơi đâu? Em một khúc sông cầu. Sao trời lọt qua mắt người, rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao cho em đêm, em là cô tống thao huyền, mà sao mắt nhìn bối rối, gặp nhau lần nào cũng vội. Tình yêu có từ nơi anh nửa dâng bằng bông vách núi. Em đi giữa biên giới làng quê em đợi em chờ, con sông cuốn lại quan họ suốt đời được chảy chảy. Đừng giận người ơi, đừng quên đừng giận vui, đừng giận người ơi. Thì đây là xin chúc quý vị một buổi chiều ngon miệng ạ. Anh yêu đi tiêu điều, phải tùy lao do.
cháu con đầy đàn.
trăm năm thắm duyên nồng, mãi bên nhau cháu con đầy đàn. Dồn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say. Một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xinh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cầu vây trầu. Quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời.
của các phòng tiệc cưới gia đình ông bà của nhà để tham dự lễ thành hôn của chú rể Quyết Thành sẽ duyên cùng với cô dâu Thu Giang. Và lời nói đầu tiên thì cho phép MC Nguyễn Chính xin được gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng đồng nghiệp nhất, chúc cho buổi lễ thành hôn thành công tốt đẹp. Thưa quý vị thân mến, có thể nói rằng tình yêu nó rất là đơn giản, thiết thực, nhưng nó cũng là gần gũi thiên nhiên và cao cả. Tình yêu là sự hòa hợp giữa hai tâm hồn, hai con tim trở nên là một,
và nó giống với sự giao hòa tuyệt đối giữa âm và dương, giữa trời và đất, giữa ngày và đêm. Tìm hiểu, yêu thương, gắn kết và tạo dựng, đó là quy luật của con người trong kiếp nhân sinh. Và từ khi còn nhỏ, còn thơ bé thì chú rể Quyết Thành cùng với cô dâu Thu Giang, họ cũng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương đùm bọc của bà cha mẹ hai bên gia đình. Và khi khôn lớn trưởng thành, chứ mới được học tập và công tác, thì chú rể Quyết Thành cùng với cô dâu Thu Giang, họ cũng đã quen biết, tìm hiểu và yêu thương nhau. Và họ cùng nhau quyết định chèo lái con thuyền tình yêu của mình. Sau bao nhiêu ngày tháng gian nan vất vả, sau bao nhiêu những thăng trầm của cuộc sống, thì con thuyền tình yêu của Quyết Thành và Thu Giang cũng đã cập bến bờ của ngày hạnh phúc. Được hai bên gia đình đồng lòng đẹp ý, được đảng ủy chính quyền sở tại của hai địa phương nhất trí và hoan nghênh, thì ngày hôm nay đây, chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020, nhằm ngày 15 tháng 10 năm Canh Tý, là ngày lành tháng tốt, thì tại khán phòng đại tiệc cưới của gia đình ông bà Thủa Nhàn có địa chỉ tại khu 10, xóm Chùa B, xã Phan Khê, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, long trọng tổ chức đại lễ thành hôn cho chú rể Quyết Thành sánh duyên cùng với cô dâu Thu Giang. Và trong không khí vui tươi, trong khán phòng hạnh phúc ngày hôm nay, có sự hiện hữu nhiệt thành của toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô, dì, chú, bác, là những bậc cao tuổi đại diện cho hai bên gia đình bốn dòng họ. Cùng với đó là sự hiện hữu nhiệt thành của bà con hàng xóm láng giềng thân thuộc, các bạn bè nam nữ thanh niên của đôi Tân Lang và Tân Gia Nhân. Và với sự hiện hữu nhiệt thành của toàn thể quý vị, thì gia đình của nhà trai chúng tôi cũng đã chuẩn bị các bàn tiệc trà, tiệc nước, tiệc thuốc, tiệc trầu. Và xin phép toàn thể quý vị, chúng tôi không dông dài và không muốn làm mất thời gian của quý vị nữa. Trong mắt tôi xin thay lời cho hai bên gia đình và hơn tất cả là đỡ lời cho cô dâu chú rể. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng xê trà, xê nước, xê thuốc, xê trầu và dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho đại lễ thành hôn. Xin mời. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi hướng chọn ánh mắt của mình trở về sân khấu và đón chào lên sân khấu hai nhân vật đặc biệt quan trọng nhất trong ngày vui hôm nay, chú rể Quyết Thành, cô dâu Thu Giang. Xin mời hai bạn hãy cùng tay trong tay, vai kể vai bước lên sân khấu. Xin mời thưa quý vị, chú rể Quyết Thành, cô dâu Thu Giang, họ đang tay trong tay, vai kể vai bước đi những bước đầu tiên trên con đường hạnh phúc của mình trở về với lễ đài hạnh phúc. Và hiện diện trên khu vực trung tâm sân khấu lúc này đây là một hình ảnh rất đẹp, rất tuyệt vời của cô dâu chú rể, với bó hoa thì được ôm ở trong tay, nụ cười thì luôn nở trên môi và niềm vui thì rạng ngời trên khóe mắt. Và để thay lời cảm ơn tới toàn thể quý vị đã trở về đây chung vui với hai bên gia đình và chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể, thì xin mời cô dâu chú rể hãy dành một cái cúi chào thật là trang trọng để thay lời cảm ơn. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn với quý vị. Và thưa quý vị, mời lên sân khấu diện diện của hai bác trưởng đoàn, bác đại diện một nhà trai cùng bác đại diện một nhà gái. Hai bác hãy nắm tay nhau tạm rời bàn trà, bàn nước và đại diện phía bên trong nhà và cùng di chuyển ra ngoài khu vực trung tâm sân khấu để có những tươi cười phát biểu trao dâu nhận dâu. Và toàn thể hội trường của ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai vị trưởng đoàn. Xin mời. Niềm vui, niềm hạnh phúc không thể giấu được trên gương mặt của người đại diện hai bên gia đình thông gia. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay, họ nhà trai chúng ta cũng có thêm một nàng dâu hiền, và họ nhà gái cũng có thêm một chàng rể đảo. Và trước sự chứng kiến của quan viên hai họ bốn bên, thì cháu xin mời đại diện hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể một lần nữa hãy dành một cái cúi chào và là trang trọng để thay lời cảm ơn. Xin mời một tràng pháo tay thật lớn đi quý vị. Và theo những phong tục tập quán của gia đình và của địa phương chúng tôi, thì trân trọng kính mời bác đại diện họ nhà gái cũng có đôi lời phát biểu trao dâu. Xin được trân trọng kính mời bác. Rõ ràng là tập quán
và đặc biệt và hôm nay được sự công tâm của các cụ văn học và của bạn gái chúng tôi được đào châu hoài vâng toàn các cụ. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi tới các cụ và bạn gia đình và chúng ta một lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Đúng vậy, trong năm mới có một ngày, một ngày mới có một ngày, một dòng mới có một phút. Và bây giờ, một dòng phút tóc đặc nhất của ba cháu, nó kết nối ba cháu lên bảng với chồng. Và khi bây giờ phút này, cháu Giang đã thực sự là cháu con của cháu Tú và cháu Thành. Các cháu tuổi trẻ phải học thức thì chung là các cháu hơn chúng tôi rất nhiều. Thế nhưng phải được vào các cháu sẽ được biết trong quá bởi vậy trong quá trình sống sau này rất mong được cảm quan và giúp đỡ của các cô và các bạn. Và như vậy cháu Giang luôn luôn là một câu hẹn luôn chăm lo luôn gắng cùng với gia đình và cũng có như vậy để hai cháu sẽ luôn luôn có một cuộc sống trăm năm hạnh phúc. Cuối cùng tôi sẽ có đôi lời hạnh phúc và hai cháu trai tài cảm có gái ngoan cảm trọng chỉ mong với các bạn gia đình địa tình trăm năm sinh hoạt xin mời các bác đã lại sân khấu một chút ạ. Xin mời các bác thì cũng đã đưa dâu về đây, giao con giao cháu để được làm dâu bên này. Mà nhà trai thì cũng đã trình bày để chúc cho dâu rể từ nay một nhà. Đó là những nội dung đầu tiên trong chương trình đại lễ thành hôn của chú rể Quyết Thành sẽ duyên cùng với cô dâu Thu Giang. Và nội dung tiếp theo thì chúng tôi muốn giới thiệu tới toàn thể quý vị đó là nghi lễ thắp hương gia tiên. Ngay bây giờ đây trân trọng kính mời đại diện của hai bên gia đình, xin mời hai bác hãy đưa cô dâu chú rể vào phía bên trong kinh gia nhà chính nhà ông bà tuổi nhàn hướng dẫn cô dâu chú rể làm nghi lễ thắp hương gia tiên bái lạy tổ đường để tổ đường chứng giám cho hai bạn nên duyên chồng vợ. Xin mời hai bác. Chúc mừng hạnh phúc, xin mời.
vị thân mến, những màn pháo hoa rực rỡ, hoa lẫn vào đó là tình yêu bất tận mà cô dâu chú rể họ đã tặng cho nhau. Và tất cả chúng ta đều tin rằng họ sẽ cùng nhau tay trong tay, chung sức, chung lòng vun đắp cho hạnh phúc cho tương lai. Xin được cảm ơn tới hai trung tâm tổ chức sự kiện, trung tâm tổ chức sự kiện nhà rạp âm thanh ánh cưới là xa ánh sáng của Vương Phúc. Cảm ơn trung tâm tổ chức sự kiện Long Thủy đã hai sự kiện đã kết hợp với một màn pháo hoa rất là tuyệt vời để chính thức bắt đầu đại lễ thành hôn của cô dâu chú rể cho ngày hôm nay. Lòng sao xuyến đắng cay, em thấy lòng yêu mến.